dân Việt nhậu, tôm hùm Trung Quốc nguy hại, bọ xít hôi khủng khiếp. Gần đây, loại tôm hùm đất hay còn gọi là tôm hùm đỏ, tôm rồng bất ngờ gây sốt trên thị trường, được nhiều người đặt mua về ăn vì lạ. Giá bán lẻ loại tôm này dao động từ 350.000-400.000 đồng trên kg. Tôm hùm đất có kích thước to hơn ngón tay, sau khi chế biến có màu đỏ rất bắt mắt, thịt chắc, ăn có vị ngọt, dai dai giống tôm sú. Loại tôm này có đặc điểm hai càng có màu đỏ, thân màu đất. Loại tôm hùm này được nhập từ Trung Quốc, là hàng tươi sống. Theo chuyên gia trong ngành thì đây là mối nguy lớn, bởi loại tôm hùm này thuộc diện hàng cấm ở Việt Nam, do chúng không có giá trị kinh tế cao, thậm chí có thể phá hoại mùa màng nếu quản lý không tốt. Tôm hùm đất có kích thước to hơn ngón tay, sau khi chế biến có màu đỏ rất bắt mắt, thịt chắc, ăn có vị ngọt, dai dai giống tôm sú. Loại tôm này có đặc điểm hai càng có màu đỏ, thân màu đất. Mẹ bỉm sữa thu chục triệu nhờ loài côn trùng đắt hơn thịt bò Mỹ. Không phải là món ăn mới lạ từ côn trùng, bọ xít rang lá chanh có mặt trong bữa nhậu của cánh mày râu đã lâu. Năm nay, kể từ đầu tháng 2, bọ xít non được chị em lùng mua với giá khá đắt đỏ, song không phải lúc nào cũng có, giá bọ xít non cao hơn năm ngoái, dao động 350.000-370.000 đồng trên kg. Nhiều chị em bán hàng online bán được hàng chục kg đến cả tạ bọ xít non mỗi ngày, cho thu nhập đáng kể. Sự thật thông tin xoài cắm tăm nghi có chứa chất bảo quản. Mới đây, một tài khoản trên YouTube đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bổ xoài và khẳng định xoài có cắm tăm chứa chất bảo quản. Trong clip, người đàn ông liên tục bổ những quả xoài mới mua về, bên ngoài rất đẹp mã nhưng bên trong lại có vật cứng nhọn ở hạt, nhìn như que tăm. Người đàn ông này nghi ngờ rằng đây chính là những que tăm có tẩm thuốc bảo quản. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng Trọt, Bộ NN Phát triển Nông thôn khẳng định đây chỉ là tin đồn không có cơ sở, vô căn cứ, và vật mà có hình dáng như que tăm thực chất là đoạn dây nhằm cung cấp chất dinh dưỡng giúp hạt xoài phát triển. Đây cũng là cấu tạo tự nhiên có ở tất cả các quả xoài, nên không hề có chuyện bất thường nếu phát hiện ra đoạn dây như que tăm. Đại gia chi hơn 15 triệu để mua cá tầm khủng về ăn. Một con cá tầm nặng gần 40kg được nuôi ở Hòa Bình, vừa được bán cho một vị khách ở Hà Nội với giá hơn 15 triệu đồng. Con cá này nặng 37,5kg, mỗi kg được bán với giá 400.000 đồng. Vì cá nuôi nên giá bán không quá cao, còn với những con kích thước khổng lồ như vậy mà đánh bắt từ tự nhiên, thì giá của chúng có thể cao hơn rất nhiều. Hiện cá tầm được nhiều gia đình có tiền chọn mua về thưởng thức, đãi tiệc. Bên cạnh đó, trứng cá tầm có giá trị kinh tế rất cao và được xếp vào hạng những món ăn đắt đỏ bậc nhất trên thế giới, lên tới 10.000 USD trên kg. Cá khổng lồ bị xẻ thịt bán ở Sầm Sơn là cá nhám voi. Chiều ngày 5 tháng 5, một tài khoản Facebook lan truyền hình ảnh một con cá có nền đen chấm trắng, nặng gần 1 tấn được ngư dân Sầm Sơn mang ra xẻ thịt khiến dư luận xôn xao. Nhiều ý kiến khẳng định đây là loài cá quý hiếm, nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng không phải cá voi mà là cá mập hoa, nên việc giết thịt là bình thường. Tuy nhiên, mới đây, Tổng cục Thủy sản xác định con cá trên là cá nhám voi quý hiếm. Loài cá này chỉ được khai thác vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu, vì vậy, việc ngư dân khai thác, xẻ thịt cá nhám voi là trái pháp luật. Thương vụ mua 2 chậu lan 3,5 tỷ gây xôn xao. Vài ngày qua, dư luận xôn xao với clip phát trực tiếp, ghi lại cảnh một nhóm người ở Hà Tĩnh, ra Hải Phòng giao dịch 2 chậu lan với giá 3,5 tỷ đồng. Bên mua trao tiền ngay tại điểm giao dịch. Được biết, trong 2 chậu lan thì chậu phi điệp hồng Liên Anh có giá 2 tỷ đồng, chậu còn lại là phi điệp hồng Gia Lai giá 1,5 tỷ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây chỉ là trò câu view, nhằm thổi giá bán. Thực tế, thị trường phong lan trong những năm gần đây đã bị thổi giá khá nhiều, khiến cho những người đam mê lan thực sự khó có cơ hội để sở hữu những nguồn lan rừng đột biến quý hiếm. Xuất hiện cặp sâm ngọc linh khổng lồ giá tiền tỷ ở Việt Nam. Mấy ngày nay, giới chơi sâm, sưu tầm sâm quý xôn xao với thông tin hai củ sâm ngọc linh khổng lồ về tay một nhà sưu tầm trẻ có tên Trần Đức An, trú ở Kon Tum. Theo đó, một củ sâm nặng tới 950 g, củ còn lại nặng 920 g. 2 năm trước, cả nước xôn xao khi xuất hiện một củ sâm ngọc linh khủng, nặng gần 8 lạng, được giao dịch với giá tiền tỷ ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Theo giới chơi sâm, sâm tiết trúc còn gọi là đốt trúc, có nhiều dòng khác nhau, trong đó, quý hiếm và đắt đỏ nhất là dòng sâm mọc ở dãy núi Ngọc Linh, gồm cả Việt Nam và Lào. Vải thiều mất mùa, giá đắt. Vụ vải thiều năm 2018, người dân trồng vải trên Bắc Giang vui được mùa chưa từng có, sản lượng lên tới 215.000 tấn, trong khi giá bán luôn ổn định ở mức khá cao, nhờ đó, những hộ trồng nhiều thu được tiền tỷ, hộ trung bình cũng thu vài trăm triệu đồng.
năm nay vải không có mấy hoa, tỷ lệ đậu quả rất thấp, sản lượng dự kiến giảm tới 50% vì mùa đông không lạnh, thời tiết ra Tết lại nắng nóng ngay. Giá vải thiều cũng được dự báo tăng mạnh. Tại chợ Hà Nội, vải đầu mùa hiện có giá dao động từ 100.000-120.000 đồng trên kg. Bộ bàn ghế và tảng đá mạ não xanh giá tiền tỷ. Browser not support iframe. Chiêm ngưỡng bộ bàn ghế và tảng đá mạ não xanh giá tiền tỷ. Mới đây, bộ bàn ghế bằng đá thạch anh hồng có giá hơn 2 tỷ đồng được trưng bày ở một cuộc triển lãm tại Hà Nội đã khiến nhiều người trầm trồ, nhưng không xa nơi bộ này được trưng bày, bộ bàn ghế bằng đá mạ não xanh huyền bí lại càng khiến nhiều người tò mò hơn. Bộ bàn ghế được làm từ ngọc mạ não xanh này có nguồn gốc từ xã Đắc Gằn, Đắc Mưu, Đắc Nông. Bộ bàn ghế này được xẻ ra từ khối đá lớn và được mài giũa cẩn thận. Phía ngoài, bộ ghế có nhiều đường vân trông rất huyền bí, ma mị. Bộ bàn ghế này đang được giao bán với giá 1,2 tỷ đồng. Ngoài bộ ghế ngọc mạ não xanh, người này còn đang sở hữu một tảng đá mạ não xanh hiếm có. Chủ nhân tảng đá cho biết, tảng đá nặng gần 3 tấn và có hình dáng rất đẹp. Khi soi đèn vào, phiến đá sẽ ánh lên một màu xanh lạ kỳ, bí hiểm. Theo Hạnh Nguyên Việt Nam Net tổng hợp, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.